Chào các bạn trở lại với sức khỏe Health Tips. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách trồng cây bạc hà hay còn gọi là cây dọc mùn. Cây này thì cũng rất là dễ. Mình trồng làm sao để cho mình ăn không có bị ngứa miệng và mình trồng làm sao để cho nó cũng phát triển tốt và cách có giống cũng như bón phân, chọn đất, thời tiết như thế nào. Cái mùa nào á, để trồng cái này thì như mi ở California là cuối mùa đông thì mình bắt đầu là mình có cái giống này là mình đem đi mình trồng xuống được. Các bạn không có thì mình có thể mua ở eBay hoặc Amazon sẽ có nha. Đây là cái tên tiếng Anh của nó nè. Là mình mua cái củ á các bạn, giống như củ khoai môn vậy đó, thì mình về mình trồng là được rồi. Hoặc là bạn bè có mình xin chút xíu có rễ thì mình về mình trồng vẫn được. Và thường thường mình trồng á cuối mùa đông á các bạn, là mình cho nó vô cái chậu nhỏ mình để trong nhà, để ngay cửa sổ, tại vì trời ngoài đang lạnh đó, thì cho nó ngay cửa sổ cho nó lên, rồi cái bắt đầu là nhiệt độ mà khoảng chừng 60 độ F trở lên đó, 65 độ F trở lên vậy đó, thì bắt đầu các bạn mới đem ra ngoài trồng. Còn nếu như mà nhiệt độ của các bạn mà dùng nào mà nó nắng mà chưa có đủ á, nó còn lạnh á, là mình nên để trong nhà, chứ nếu mình đem ra ngoài á lạnh quá á, nó làm cho cây nó chậm phát triển lắm, mà nó dễ ảnh hưởng tới cái cây nữa. Cái cây này á các bạn thì nó cũng chưa có lớn, tại vì cũng của cô hàng xóm dễ thương mới cho mi rồi mi bỏ vô đây luôn, chưa có rảnh. Bây giờ mình mới chiết ra nè. Nếu mình trồng mà chung vậy nè thì nó cũng lớn nhưng mà nó sẽ lớn chậm hơn là mình chiết rời rời ra, thì cái gốc nó sẽ mập hơn. Còn nếu mình không có thời gian thì mình bỏ xuống đây đại cái vậy là xong. Mi mới bỏ xuống đây á, cái chậu đầu tiên là nếu mà các bạn trồng trong chậu thì cái chậu cũng phải to để nó nhảy con rất là nhiều. Còn nếu mình trồng dưới đất thì càng tốt, và mình đào cái lỗ cho sâu rồi mình cho cái đất á, là nó thích cái rác mục compost, những cái rau củ mà mục á là nó rất là thích, hoặc là đất mà đất hơi cứng cứng dẻ dẻ chứ nó không có thích tơi xốp lắm, cho nên đất giống như đất mà có sình á, có giống như rau củ mục ở bờ hồ rồi các bạn làm gom lại. Ở đây có con cuốn chiếu nè, cái con này nó hay ăn mấy cái rau cải rồi á. Bạc hà thì nó ít có bị hơn nhưng mà những rau cải khác nó ăn rất là nhiều. Mình bỏ nó ra ngoài. Thì cái đất là mình chọn cái đất cho nó hơi dẻ chặt ha, hoặc là khi mình bứng cái cây ra mình cũng làm cho nó dẻ chặt một chút. Bây giờ mi bứng ra nha, để mình cho nó rộng rộng ra một chút. Mi cũng không có ăn nhiều cho nên mình trồng trong cái chậu cỡ như vậy là đủ cả nhà mi ăn rồi. Cái bạc hà thì mình cũng không có ăn thường xuyên lắm, cũng không tốt quá các bạn. Trí đó các bạn, thì cái cây này nếu mà mình trồng nắng nguyên ngày luôn á thì mình phải tưới nước cho nhiều để cái đất nó luôn ẩm thì cây nó sẽ cũng lớn nhanh và phát triển được. Còn nếu như mà mình không có thời gian thì mình cho nó nửa ngày nắng sáng thôi, rồi sau đó thì bóng râm thì cũng được luôn ha. Hoặc là mình để dưới tàn cây có nắng chút chút vậy đó nguyên ngày thì cũng được luôn. Cái mình bứng ra làm sao mà nó có cái củ á, là được rồi. Có cái củ, có cái rễ một chút là được. Cái này thì mình cứ sắn sắn thẳng xuống. Đó, nhà mi trồng ở bên Việt Nam rễ còn có chút xíu thôi á, mà tới mùa mà mưa ẩm ướt được một chút là nó cũng lên cái cây cho mình nè. Cho nó sâu sâu một chút, tại nó sẽ nhảy con á, nhảy con nhiều lắm, cho nên khi nó nhảy con cái nếu mà mình không có thích là mình phải bứng con mình bỏ, chứ nếu không nó chặt gốc á là nó không có mập cái thân. Và khi mà
cái mình bứng xong á, các bạn đè cho hơi mạnh tay chút so với các cây khác, thì nó thích cái đất cũng hơi chặt chặt á, cũng không phải là mạnh dữ lắm, nhưng mà nói chung là đè tương đối hơi hơi nặng tay tí xíu, thì cái đất nó thích là cái đất nó hơi dẻ dẻ đó, nó không cần tơi xốp, và mình cũng hơi phủ hơi cao cao hơn bình thường đó, vậy đó. Ở đây có ăn cây nhỏ xíu nè, khi mình bứng thì mình cứ cứ sắn phẳng xuống đó, miễn sao mà nó còn cái rễ vậy là nó sống nè. Rồi nếu mình đem về, thường thường mình xin bạn bè nó hay bị héo lá gì đó thì mình cứ cắt lá bỏ không sao, mà miễn sao còn cái rễ là được. Rồi mình cứ trồng xuống đại như vậy thôi. Bên đây cây bên này nó sát quá. Mình cứ tìm cái gốc nó đại không sao hết, miễn sao nó còn rễ là được rồi. Nhưng vậy mình tìm để mình tách nó ra đó, để cho hai cây nó rời nhau mà nó còn rễ là được rồi, vậy đó. Đây là sống rồi đó, cái này đúng ra là chậu này trồng nhiêu đây là được rồi đó, không có cần nhiều nữa nè. Nó đụng nhau á thì cũng được, nhưng mà nó không tốt bằng mình cứ trồng xa xa. Nếu mà mình có điều kiện mình cho đây nha, xa xa nhiều thì nó tốt hơn. Rồi đó, xa rồi đó, cái lá này nó bị gãy ở đây mình cắt bỏ. Thì thường á, các bạn khi mà các bạn chọn cái đất á, ví dụ như đất ở nhà mình có, thì mình pha rau củ mục nhiều, là compost á, cho nhiều, còn phân á, thì cũng chút ít thôi, đừng phân nhiều quá, nó cần cái rau củ mục đồ nhiều á, cho nên dù phân bò phân gà cũng được, nhưng mà các bạn cho ít thì nó không có nóng cây, thì nó không có làm cho mình ăn bị ngứa. Cái này là quan trọng á. Tại sao có bạn hỏi là cây của bạn ăn bị ngứa đó, lúc đầu thì không ngứa, sau này nó ngứa, mặc dù là bạn cũng có cho phân, nhưng mà lúc đầu mình cho phân ít, rồi sau này cái mình cho phân nhiều á là nó bị ngứa. Phân bò phân gà gì cũng vậy hết á, khi mà các bạn cho nhiều là nó ngứa à. Thì cái này cũng cái để ý là mình cho phân nhưng mà phân ít thôi, xong rồi chừng tháng 2 tháng cũng cho chút ít nữa. Còn đất thì nếu mà ở nhà mình có là mình cho compost cho nhiều, hoặc là mình có trộn á thì trộn cho đất nó dễ dẻ, chứ đừng có tơi xốp quá. Nếu mà các bạn cho perlite hoặc là vermiculite thì cho ít thôi, đừng có cho nhiều như những cái rau khác, tại vì cái đất này nó không có thích tơi xốp nhiều. Tại perlite làm cho tơi xốp, vỏ trấu cũng vậy nữa, vỏ trấu là làm cho tơi xốp, mà cây này thì nó không có thích tơi xốp, cho nên mình không có cần thêm vỏ trấu, chỉ có rau củ mục trộn với đất thôi là cũng đã được rồi đó. Ở trên bề mặt á, tại vì cái này thì Miu cho thêm đất, đất nó hơi ít nè, trồng cái này cũng phải đất cao cao một chút, ít nhất cũng cả gang á, chứ ít quá thì nó trồi lên á, sau này cái mình phải cho thêm nữa đó, với rễ rồi nó bò cũng nhiều á, cho nên mình phải cho đất nhiều một chút chứ không có ít quá được, nó không có giống như xà lách. Và khi mà mình cho đất xong nhiều vậy rồi nè, rồi nếu mà các bạn có vỏ cây thì mình phủ lên đây một lớp vỏ cây luôn. Cái này quan trọng lắm các bạn, nếu các bạn không có phủ á thì nó sẽ làm cho cái này. Mi phủ là sơ dừa cũng được nữa nha, sơ dừa nó cũng làm cho ẩm đất. Đúng
làm cho ẩm đất, còn không mình cắt cắt cỏ đó các bạn, hoặc lá cây khô rồi đó mình cũng để lên cũng được luôn. Cái dừa cũng gần hết rồi, còn có chút à. Mình phủ cái này, cái mình tưới nước á, cái nó giữ ẩm cho đất, cái cây này nó cần ẩm. Khi các bạn tưới nước á, mình tưới làm sao mà cho đất nó ẩm ẩm. Chọn cái chậu thì nếu mà mình trồng xuống đất thì không sao ha, còn nếu mình trồng trong chậu thì cái chậu cũng có lỗ thoát nước được, nhưng mà cái lỗ mình đục cho nó nhỏ nhỏ thôi, để cái nước nó cũng thoát, nhưng mà nó thoát ít à, nó không có thoát nhiều lắm, như nó thoát chậm á, để cái đất nó mình giữ nó ẩm. Khi cái đất nó ẩm á, thì rễ á, nó sẽ ướt nhiều á, là nó mập. Nhưng mà nếu mà uống nước luôn là không được nha, nếu mà ứ nước, giống như ứ nước lâu ngày á, là nó thúi á, là cái này cũng chết. Rồi mình rắc sơ dừa rồi đó, nhưng mà thí dụ các bạn ở vùng nào mà nóng nhiều á thì mình rắc cho dày hơn chút. Nếu như mà mình không có sơ dừa để rắc á thì mình cũng có thể là rắc thêm cái mulch, hoặc không có vỏ cây khô thì mình rắc mulch cũng được. Nhưng mà mulch thì mình rắc á, mình để ý ví dụ như cái này nè, mình rắc đừng có rắc cái ngay gần gốc quá, nó hút nước á. Cái này nó cũng, cái loại này nó hút nước nè, nên mình rắc xa xa cái gốc nó một chút. Nếu như mình rắc cái này là cedar nè, cái mùi nó tránh được sâu bọ luôn á, thì mình rắc nó thì mình rắc xa cái gốc một chút, nó thì mình rắc dày hơn. Nếu như mà dùng của bạn bị nóng nhiều á, thời tiết nóng nhiều thì mình rắc thêm cái này dày một chút, rồi xa xa không có gần gốc nha, nó giữ ẩm cho đất. Xong rồi cái mình tưới lên. Thì về tưới nước á, là mình cũng đã nói là mình tưới là tới khi nào mà đất nó ẩm hết rồi á thì thôi. Nhưng mà nói chung là phải ẩm đất thì cái cây nó đủ nước á, là mình ăn nó không có bị ngứa miệng. Còn nếu như mà mình bón phân nhiều, nó nóng, nó ngứa miệng, hoặc là thiếu nước thì làm cho cái cây nó không đủ nước á, thì cái này mình hái vô mình ăn nó ngứa miệng. Nhưng mà những lúc mà bị ngứa miệng á thì các bạn thí dụ mình biết cái cây mình bị khô nước mà mình không có chắc chắn đi, ví dụ mình không có chắc chắn là không biết nó có đủ nước hay không, mình sợ nó ngứa á, thì mình bạo đồ xong hết á, các bạn pha một chút nước muối á, mình ngâm vô, mình rửa sơ dạo khoảng chừng 1-2 phút ở trong nước muối á, xong rồi cái mình vớt ra, mình rửa lại nước thường, làm như cho cái mủ nó trôi đi á, thì nó không có làm ngứa miệng. Hoặc là mình trụng nước sôi sơ qua cũng được nữa, rồi mình vớt ra liền, xong rồi mình nấu bỏ canh chua hay gì đó ha, rồi mình mới để vô, lúc nước sôi để vô cái mình tắt lửa luôn. Nói chung là mình phải trụng nước sôi hay là mình ngâm nước muối chút xíu thì là mình tránh được ngứa miệng khi mà mình ăn cây bạc hà. Nó mau nhảy con lắm, nhất là thời tiết ấm áp á là nó cũng rất là nhanh. Mùa hè đồ là coi như nó cũng thích. Mùa thu mà khoảng chừng dưới 60 độ F, 55 độ F đồ là lúc đó là lá nó vàng từ từ, là nó chuẩn bị nó chết á. Thì những lúc đó nếu như mà như My ở California thì không có bị tuyết á, thì không có cần phải đem vô, mình cứ cho nó chết, xong rồi cái củ á, năm sau tới mùa xuân là tự động nó mọc ra những cây con nhỏ nhỏ rồi bắt đầu nó lên luôn à, nó lớn. Còn nếu như mà ở vùng mà có tuyết á thì bạn phải phủ cái mulch này nè cho nó nhiều,
mình phủ cho nó nhiều thì nó dày lên á, dày lên cái củ luôn, thì nó không có bị lạnh quá đó, thì nó cái củ nó không hư. Còn nếu dùng nào mà lạnh nhiều quá thì càng phủ càng dày luôn, còn không á đào lên nguyên cái củ luôn đem đi cất. Bạn lấy cái củ thôi, cái thân này là coi như bỏ ha, mình lấy cái củ rồi mình đem đi cất ngoài gara chỗ nào giống như là thoáng mát là được rồi, mình đỡ vài tháng rồi tới mùa xuân mình đem ra mình trồng thì nó không có bị mất giống khi mà mình muốn giữ giống của cây này ha. Các bạn nhìn mới tưới cái nó, cái chỗ này nó lòi cái rễ ra nè, như vậy là nó hơi bị thiếu đất á, mình cho nó hơi cao hơn chút nữa nó mới tốt. Để mình lấy miếng đất thêm mình rắc vô. Mà nếu các bạn muốn mua đất mà cho tốt á thì potting mix, cái bịch mà nó có ghi chữ compost á, để nó giữ ẩm, nó có compost nhiều thì cái cây này nó sẽ thích hơn, tại vì có compost nhiều thì nó giữ ẩm nhiều á, tại bạc hà nó cần giữ ẩm cho đất á. Về bón phân á thì các bạn cho phân á, lâu lâu cho phân cá cũng được, nhưng mà ví dụ như thay vì mấy cây khác á là 2 tuần là mình cho rồi, còn cây này chừng tháng mình cho cũng được. Compost á, thì cần rau củ mục rồi đó mình để vô thì nó rất là tốt, nhưng mà không có thì thôi. Nhưng mà nói chung phân thì nó cũng ít chứ nó không cần phân nhiều ồ ạt giống như là những cái cây bầu hay là cây mướp, nó chỉ cần nước, nó mà khô đất nhiều quá là coi như thất bại so với cây này, hoặc là nó chậm lớn. Có bạn hỏi mình là sao bạn trồng hoài mà thấy không lớn á, là do nó không có đủ nước. Còn khi mà các bạn đủ nước rồi, nếu như mà mình muốn nhanh nữa á thì mình cho vô greenhouse cho nó ẩm, nó hầm á, nó có ẩm ẩm hầm hoài á, là nó mau lớn lắm luôn. Cho vô cái nhà kính á là nó mau lớn nhanh gấp đôi luôn á. Lâu lâu á mình thấy nó không có đủ đất khi mình tưới, nhiều khi nó bị trồi á thì các bạn cho thêm đất ha. Rồi thường thường thì mình cắt ăn thì như các bạn cũng biết rồi, mình cắt xác như vậy nè, mình bành cái này bẻ này ra rồi mình cắt xác xuống dưới ha. Thì nếu các bạn không có phân cá thì mình cứ cho phân rác vô không cũng được ha, và nếu không có thì cứ lâu lâu chút mình cho chút ít phân bò, chút ít phân gà cũng được luôn. Phân bò phân gà nó không có làm ngứa cây, nhưng mà nếu mình cho nhiều thì nó sẽ làm ngứa cây, phân nào cũng vậy luôn chứ không phải là phân bò với phân gà nó mới ngứa không, hoặc là những cái phân hóa học phân mạnh quá thì nó làm ngứa cây, là mình ăn vô mình ngứa miệng á nó nóng cái cây á, cho nên mình biết vậy. Thì nếu các bạn có cho phân thì mình cho ít ít thôi, đừng có cho nhiều quá. Các bạn để ý là khi nào mà mình thấy cái lá tự động tự nhiên sao nó bị cái viền vàng vàng đồ nâu nâu rồi xung quanh cái lá vậy nè, thì lúc đó là mình biết là bị nắng nhiều. Và các bạn cũng lưu ý là mặc dù mình ăn cũng rất là ngon, nhưng nếu mà mình ăn nhiều quá thì theo thực dưỡng á, thì cây bạc hà là một cái loại thân mềm cho nên nó rất là âm, và mình ăn nhiều thì nó dễ bệnh. Còn nếu mà theo đông y thì cây bạc hà này nó làm cho mình ăn nhiều dễ bị đau nhức hơn, và những ai mà đang bị bệnh giống như là nhiều axit uric thì mình cũng nên hạn chế ăn bạc hà, hoặc là ai đang bị đau nhức hay là bệnh gout còn gọi là bệnh gout thì cũng nên hạn chế ăn bạc hà này, nó sẽ làm cho cái bệnh của mình nặng thêm. My cũng là rất là thích ăn bạc hà luôn, nhưng mà thì cũng cân bằng các bạn ha, đừng có lạm dụng quá. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem, chúc các bạn trồng luôn được tốt nha. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký thì mình nhấn vào luôn để nhận thêm nhiều video mới của My nữa. Mình chúc các bạn luôn vui khỏe và mình trồng được nhiều rau củ ngon để mình ăn ha. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.